Cụ già 82 tuổi hỗn chiến với gấu hoang nặng 150kg, bà đấm nó văng lên trời luôn. Bà Rumiko Sasaki và chồng ra sau vườn cắt cỏ. Khoảng 5 giờ 30 phút chiều, bỗng có một vị khách không mời xuất hiện. Ôi giời ơi, gấu, ông Kazushi, chồng bà Rumiko hét lên đầy sợ hãi. Và khi Rumiko ngẩng mặt lên, bà thấy mình đang đứng đối diện với một con quái vật chứ không là gấu. Con quái vật kia lao vào bà, nó giơ móng vuốt rồi cứ thế nhắm thẳng mặt bà tấn công. Theo mô tả của Rumiko, con gấu này cao khoảng 1,5 m và nặng 180kg. Nếu so với một cụ già 82 tuổi thì con gấu này nguy hiểm vô cùng. Nhưng bà cụ không hề sợ hãi mà còn đánh trả lại. Bà hét lên sau đó phải đánh chục nhát vào mặt nó. Bà đánh nó văng cả lên trời, thế rồi nó bỏ chạy. Và Rumiko trả lời báo chí. Sau trận đấu, con gấu đen chạy trốn vào khu rừng ở gần đó. Bà chỉ bị một vết xước trên trán và phải khâu vài mũi. Đây là lần đầu tiên gấu dám đột nhập và tác động vật lý lên người dân ở tỉnh Hiroshima.